Rồi đây là hình con cá heo mới anh chị các bạn ha, cá heo mới, con cá heo gọi là cá phóng anh chị bạn ha, cái hình ý hình con cá nó đang phóng quá, cá này là cá heo mới, cá phóng mới, cá này lớn anh chị bạn, cá to cá đại nha. Thì mình sẽ bơm một con, em sẽ bơm một con cho anh chị các bạn xem cái mẫu này ha, và sẽ đo kích thước cho anh chị các bạn xem, để cho anh chị các bạn ở tỉnh thành xa dễ cập nhật nha. Chứ ở những tỉnh thành xa mà đi đến những cửa hàng đồ chơi mà lấy hàng như thế này nữa thì mất khá là nhiều về thời gian. Thì anh chị và các bạn có nhu cầu mà những sản phẩm em review nè, những sản phẩm em đang quay phim nè, thì anh chị và các bạn xuống cái phần mô tả, xuống cái phần mô tả video ha, em có để cái đường link sản phẩm ở dưới, thì anh chị và các bạn bấm vào cái đường link đó thì nó sẽ chọn đến cái trang website của em ha. Thì trên trang website của em sẽ có thông tin cụ thể của những sản phẩm này, giá cả cũng như là kích thước. Ở đây để em bơm ống bơm tay nha, ống bơm tay, tại vì mình chủ yếu mình bơm làm mẫu cho anh chị các bạn xem mà. Ống này thì bơm nó hơi lâu một tí, nhưng mà mình đi buôn bán mà chạy chạy chợ, chạy trường hoặc là chạy tỉnh á, thì nó sẽ rất là gọn gàng anh chị các bạn. Nhưng mà khi đi bán tỉnh á, thì chúng ta phải thủ ha khoảng cả 5 cây, để cái này hư á, thì mình sẽ còn cái khác để mình bơm. Còn nếu không á, thì anh chị các bạn vào nhà sách ha, cũng có bán vào nhà sách, hỏi cái ống bơm tay mà ôm cái ống bơm bong bóng á, bằng ống bơm tay á, thì nhà sách có. Tại vì nhiều khi để như thế này cho anh chị các bạn xem á, không bơm lên á thì nó sẽ không hình dung được cái sản phẩm. Nhiều khi những anh chị và các bạn bán lâu năm á thì nhìn sẽ biết, nhưng mà những anh chị và các bạn mà mới bán á, thì nhiều khi sẽ không nhìn ra được hình dạng của con cá, nên bắt buộc là em phải bơm lên để em chụp làm mẫu. Đây. Rồi cái này thì chúng ta bơm bay á, thì chúng ta chỉ cần buộc cái này vô đây thôi ha, buộc cọng dây vào đây rồi chúng ta thả bơm bay là nó khá là đẹp mà khá là to. Còn những anh chị và các bạn nào mà đi buôn bán ở tỉnh thành xa mà không có bơm bay được ha, thì mình sẽ dùng cái cây, cây này nè, để mình cột vô đây ha. Rồi chúng ta dùng thêm một sợi dây thun nữa, chúng ta sẽ buộc lại. Thì kết quả nó sẽ như thế này ha, thì nó cũng giống như vậy. Rồi bây giờ em sẽ đo kích thước cho anh chị các bạn xem cái sản phẩm này ha, hơi bị dài đấy. Đây bây giờ em sẽ đo kích thước cho anh chị các bạn xem nè. Rồi anh chị các bạn nhìn thấy cái bức tường trong đó ha, bức tường ra tới ngoài này luôn, ra tới cái đuôi ha, ra tới cái đuôi ngoài này luôn. Đây nó gần hơn 1 mét mấy anh chị bạn, xin lỗi anh chị các bạn dính cái chân ha, tại nó hơi dài quá. Rồi cái bề ngang của cái sản phẩm này nè, cái này là video thực nha chị các bạn, chứ không cắt ghép gì nha, quay làm sao để lên vậy để cho anh chị các bạn dễ hình dung. Đây cái thước của sản phẩm này, cái bề ngang của nó nè, nó khoảng cỡ 3 mét mấy nha. Như thế thì anh chị và các bạn buôn bán nó là sẽ hình dung ra được rồi ha. Rồi đó, cái hình hài của cá heo là dạng cái heo mới, cái heo lớn nha. Thì cái này là bán Noel hay bán Tết là rất là ok rồi. Rồi xin cảm ơn anh chị và các bạn nha, đã xem video nha.